Quý khách hàng đang tìm nhà diện tích 50m² xây dựng giá rẻ mà lại về được ở ngay thì quý vị đừng bỏ lỡ video này. Ngoài xin trân trọng kính chào tất cả quý khách hàng đang theo dõi kênh Nhà tốt, nhà đất giá rẻ Hà Nội với hai căn nhà được xây mới xây dựng hoàn toàn diện tích 50m², thiết kế và xây dựng là 3 tầng, ngõ trước nhà thực tế khoảng tầm được hơn 3m, cách với lại đường ô tô đi lại khoảng tầm 20m. Thiết kế của ngôi nhà như thế nào thì mời quý vị theo chân Ngọc Ánh vào khám phá cụ thể với hiện trạng thực tế. Trong video này thì căn nhà này có một chút về cái vấn đề hoàn thiện nữa là quý vị có thể dọn đồ về ở ngay, giá bán hơn 2 tỷ một chút xíu thôi. Và vị trí của nó thì thuộc Đại Thành Quốc Oai, gần khu đô thị Đô Nghĩa, gần với lại địa phận Đông La, Hoài Đức, gần trường đại học Phenica, gần với đường Tố Hữu, Lê Văn Lương kéo dài, giao thông đi lại thuận tiện. Tính từ vị trí ngôi nhà này mà đi ra tới trường đại học Phenica thì nó khoảng tầm 4,5 km, cách với lại khu đô thị Đô Nghĩa khoảng tầm hơn 3 km. Và căn nhà này thì tất nhiên hai sổ, hai cuốn sổ đỏ khác nhau, hai căn nhà xây riêng biệt độc lập khác nhau, nhà chưa xong bây giờ đã gần như bán hết rồi quý vị ạ. Cho nên có những cụ mà gần như bán nhanh Ngọc Ánh không quay để review cho quý vị được. Vậy nên nếu như mà có những cái căn nhà nó đang trong phần này thì em sẽ quay luôn. Quý vị có thể cân nhắc đến xem và chọn lựa cho mình cái vị trí cũng như với cái giá bán ok thì quý vị có thể mua. Và còn phần hoàn thiện lại thì chủ nhà hoàn thiện rất là nhanh. Hai căn nhà này hướng nhà là hướng Tây Bắc và nó thì nằm ở trên mặt ngõ, tuy nhiên thì nó không phải là ngõ thông quý vị nha, nó ra tới trục chính thì cũng rất là gần. Với vị trí này thì xung quanh đầy đủ tiện ích, chợ dân sinh, trường mầm non, tiểu học cấp 1, cấp 2. Phần hoàn thiện của ngôi nhà này thì còn một chút về cái hệ thống đèn led cũng như là cầu thang, thiết bị vệ sinh, tủ bếp, nó chỉ trong vòng 1 tuần nữa là xong hết thôi mọi người nha. Ngồi đang đứng ở đây hiện tại là phần phòng khách của ngôi nhà với phần phòng khách hoàn thiện cơ bản. Về phần gạch lát nền thì đã thiết kế xong hết rồi, trần thạch cao thì thiết kế xong hết rồi, chỉ còn một chút về cái vấn đề lắp đèn led vào nữa thôi. Đây là phần phòng khách này, đây là phần phòng bếp. Căn nhà này thoáng trước thoáng sau và có một cái căn này nó có một cái rất là hay ở gần cuối video. Mọi người cố gắng xem hết video để đến cuối, ngoài sẽ bật mí cái căn nhà này có cái điều gì đặc biệt nhé. Đây là phần không gian phòng bếp ạ. Với phần không gian phòng bếp thì ở đây chủ nhà thiết kế là tủ bếp mọi người nhá. Chất liệu thì là gỗ MDF. Đó, cái MDF lõi xanh ấy, độ bền của nó khoảng tầm 10 đến 12 năm như một số video Ngọc Ánh hay chia sẻ. Đó, tủ bếp trên, tủ bếp dưới. Mặt bếp thì chủ nhà ốp đá granite. Đây là khu vực để bếp này, để bồn. Xin lỗi mọi người, đây này chính là cái khu vực để chậu rửa mọi người ạ. Và đây là phần thoáng đằng sau của ngôi nhà. Với diện tích 50m, xây thoáng trước, thoáng sau, tầng 1 đây ạ. Với cái phần thoáng sau này thì quý vị có thể thiết kế sơ chế đồ sống rất chi là hợp lý. Đứng từ không gian phòng bếp ra phần phòng khách, đây mọi người có thể nhìn thấy rất là rộng, diện tích 50m, mặt tiền 3,5m, mặt hậu 3,5m vuông vắn, xây dựng theo kiểu hình thức nhà ống. Ngoài cái phần phòng khách, phòng bếp thì ở tầng 1 chủ nhà thiết kế thêm một phòng vệ sinh ở ngay đây để sử dụng cho quý vị. Tiếp theo nữa thì cầu thang đi lên ở đây mọi người ạ. Mặt bậc của bậc thì là ốp đá đen ổ trắng và ngăn cách giữa phần cầu thang này với phần phòng khách này thì chủ nhà sẽ lắp lên cho quý vị một vách CNC gỗ ở đây, rất là hợp lý đó. Vị trí dân cư đông đúc. Với những cái căn nhà mà hiện tại Ngọc Ánh quay review cho quý vị đa phần gần như là hoàn thiện đúng không ạ? Thì bây giờ Ngọc Ánh sẽ thường xuyên quay cập nhật những công trình đang xây. Bởi vì sao ạ? Đang xây mà đã bán hết. Thậm chí có những công trình khách chọn căn từ móng. Bởi vậy cho nên sắp tới đây quý vị sẽ thường xuyên nhìn thấy Ngọc Ánh quay những căn nhà phần thô, phần hoàn thiện. Nó không đẹp, long lanh, nó không chỉnh chu. Nhưng mà quý vị có thể lục lại video cũ, hoặc là em sẽ gửi cho quý vị video mẫu khi mà nhà hoàn thiện xong hết lên thì sẽ như thế nào. Mời mọi người theo em lên khám phá các tầng tiếp theo của ngôi nhà. Tầng 2 của ngôi nhà thiết kế công năng sử dụng cho quý vị là hai phòng ngủ trước và sau. Đây là phần phòng ngủ đầu tiên hướng ra phần mặt ngõ. Phòng ngủ rất là rộng và thoáng. Cửa sổ đây mọi người nhá. Đó. Ở đây thực tế luôn là cửa là một cái cửa kéo ở đây này. Nói chung nhà này là về cơ bản là một tuần nữa là xong hết. Về thiết bị vệ sinh lắp thì nó rất là nhanh rồi, kể cả phần đèn led. Đây là phần phòng vệ sinh ở giữa thiết kế cho hai phòng.
Thực ra hiện tại đang không có đèn đây mọi người ạ, à, nhưng mà quay nó tương đối là sáng. Phần phòng ngủ ở phía bên trong. Với căn nhà này thì nằm ở trong khu dân cư đông đúc, tầng 2 đấy ạ. Và mời quý vị theo chân Ngọc Ánh lên tầng 3 của ngôi nhà. Phòng nào cũng đầy đủ ánh sáng tự nhiên, không gian ngập tràn, và phòng nào cũng có cửa sổ thông thoáng đầy đủ, cầu thang giữa rất là thoáng và rộng. Mọi người theo em lên tầng 3 cuối cùng của ngôi nhà để xem ngôi nhà này thiết kế 50m 3 tầng đủ công năng hay không. Và Ngọc Ánh đang đứng ở phần tầng 3, tầng cuối cùng của ngôi nhà. Với tầng 3 thiết kế cho quý vị công năng sử dụng vẫn là hai phòng trước và sau. Đó. Như vậy lên trên phía tầng 3 là có 4 phòng riêng. 4 phòng riêng hợp lý. Về phần gạch lát thì xong hết rồi. Phòng vệ sinh đây. Đây là để máy giặt. Đó. Và điều Ngọc Ánh chia sẻ với quý vị ngay từ đầu video đó chính là gì ạ? Điều đặc biệt nằm ở phía sau cùng. Căn nhà này có thang đi lên. Đây. Thang đi lên ở trên mái cả hai căn mọi người nha. Đây là điều đặc biệt mà trong tất cả các video thì chỉ có căn này là có duy nhất như vậy thôi. Như vậy ngoài đã review sơ qua căn nhà là hai căn nhà 50m hướng nhà là Tây Bắc, vị trí thuộc Đại Thành Quốc Oai. Quý vị nào muốn tìm hiểu biết thêm thông tin chi tiết cụ thể đi xem nhà thực tế ngay tại thời điểm này thì liên hệ trực tiếp với nhà tốt Ngọc Ánh theo số điện thoại ở phía trên màn hình để được tư vấn cũng như đi xem nhà thực tế. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo.